bỏ nhà đi là 11 tuổi rồi, hồi nó bỏ tôi nó đi là nó 11 tuổi. 11 tuổi. Rồi bây giờ nó bốn mấy tuổi mà nó về nó thăm 2-3 lần rồi. Ừ. Nhớ chết bà không nhớ. Con không nhớ rồi. Ông cho anh đi đi ôm cái giò nó lại nó mẹ nha. Mẹ cho con đi đi vài bữa con về con thăm mẹ nó đi. Nó đi tới giờ luôn nó không về. Có khi nó bật đồ sang trọng lắm, có khi nó bận đồ hay ghê lắm. Ừ. Khi nó nổi hứng lên nó mặc đồ đẹp lắm. Mà nó mặc đồ cũng bình dân chứ không có là mô đen mô vậy như người ta. Dạ. Rồi có khi nó bận quần lá nem gì bận rụm chân á. Dạ. Rồi tôi không biết, tôi nói không biết con tôi nó có bị gì không mà nó kỳ khô quá à. Dạ. Rồi đi tới giờ mất tiêu luôn, không về luôn. Ừ. Con đẻ ra con ai mà không thương của mẹ nào mà bỏ con được. Dạ. Con mình nó bỏ mình một chết rồi cô. Bỏ mình một chết luôn đó. Bây giờ bắt đầu bài đặt cùng lên nữa. Ừ. Thì sẵn đây con cho cô xem cái này thử. Không sợ. Mà mình làm chứ mình. À. À, cô bé 8 tuổi. Cô có biết người này là ai không? Hả? À? Cái đó là có quen với cô không? Này con tôi mà. Này con tôi. Dạ. Ủa rồi mày khùng như chán. Một lần ở đâu có vậy đâu. Dạ, vậy là anh Sang hay ha con? Sang. Thì chung là cái người mẹ thì không biết cái này là kỳ. Cô có thấy quen không? Em Sang, cô biết chứ. Mà có cho coi cho. Em thấy mình tối quá. Phải, phải nó ngoài trời á. À. Phải không? Phải hai hai. Ờ. Là ai con? Sang. Sang, còn là con của cô Tám. Ừ. Thì cái anh này cho anh ấy là tên Lũng. Tên gì? Tên Lũng. Thì nói chung cái tên của anh là đám gia đình ở ngoài kêu là tên Lũng đó. Ừ. Dạ, vậy là anh Sang ha. Con cũng không biết nữa, thì anh giống như tình cờ con quay được vậy thôi. Rồi giống như nghe cái hôm bữa có số điện thoại của chị cháu của cô Tám nè, rồi điện cho con. Nó là mẹ anh dưới này vậy đó, rồi con cũng thắc mắc, con tìm hiểu về cái chạy từ An Giang, từ Chi Tôn về tới đây. À. Gần 200 cây. Để mà tìm xuống đây. Thì là đó là con của cô Tám. Sang ha. Là ở đây hồi xưa tới bây giờ. Nó không phải ở đây lâu lâu nó mới về. Ừ, không biết con nói là lúc còn nhỏ là ở đây ha cô. Không có. Là đi tha hương gì luôn. Nó đi đâu lâu lâu mới về. Nó đi cũng mấy chục năm rồi, có về đây hoài à. Lâu lâu mới về. À, vài ba năm về nó cho tiền ổng, nó cho tiền ông già ghẻ nó với mẹ nó. Vậy cũng thấy thương quá ha. Ờ, nó cũng có cho. Hiểu quá. Nó cũng có được lắm. Dạ. Nó về đây là nó có tiền nó cho bả. Dạ. Có cho rồi cho ông già ghẻ nó nữa. Dạ. Nó về đây cũng được lắm, nó về đây nó đối xử nó sống cũng được hết. Dạ. Ở sớm hiền rồi. Nhưng mà về đây là bình thường hay sao cô Tư? Lâu lâu gì đó nó về nữa à. Nó hay cái nó phá phấy đâu thì mình không biết nha, sự thật thì nó về đây nó không có. Dạ. Ở xứ này không có. Dạ. Tốt với nó đó. Mà anh thấy thêm cũng hiền lắm. Nhưng mà mướn bằng thê. Dạ. Như buồn quá đi luôn ha. Ờ. Nhưng mà lúc từ nhỏ đi là từ lúc nhỏ phải không cô? Hả? Đi từ lúc nhỏ phải không bà? Nó đi hồi mười mấy tuổi á. À vậy ha. Dạ. Vậy cảm ơn bà nghe. Dạ, mười mấy tuổi nó đi rồi. Dạ. Nói chung bà đây là dân địa phương là... Năm nay nó cũng là bốn mấy à. Dạ. Năm nay nó bốn mấy rồi à. Giống như những cô ở đây ở xóm của cô Tám là xóm của anh Lũng đó các bạn. Thì không phải mình nhiều chuyện nha, mình bị soi mói gì. Mà muốn xác thực lại đúng như mẹ của anh Lũng đó thì con mới tìm về đây thử. À. Mà quay cái video này. Thì cảm ơn bà rất là nhiều nha. Hãy cho con biết một chút thông tin về anh Sang. Vậy này là đất hơi đậu. Dạ. Nó hơi đậu. Là mẹ của Tám, mẹ của anh ở là đậu đây nhà ha. Dạ. Dạ. Nói ngay cái ở đây tôi biết là nghèo thì chịu, chứ nhỏ này nó không có tham lam. Ở đây nó không có tham lam ai chân, nghèo đi bán số bán đồ vậy. Chồng nó thì cũng có tham lam gì. Đi dạ. đi luận gia bọc luận đồ đó. Làm giấy dài bán. Ờ dạ. Đó có cái xe đó, mua xe đó đẩy. Dạ. Chứ cái tham lam thì nó không có. Dạ. Ở đây hồi nào giờ tôi nhà này của tôi nè. À cái này tôi sang cho anh ta nè. Mà đang tôi ở đây nè. Dạ. Tôi biết gần. Dạ. Bởi vì hỏi là tôi biết gần lắm cậy. Vậy là xem cái ở đây từ hồi đó tới giờ, từ hồi nhỏ tới lớn tới giờ.
82 tuổi rồi. Và vì là cái hình đó là đúng ra anh Sang là chung là anh Lũng là con của nó, cô ta. Về đây hoài à. Dạ, cảm ơn cô ta cô à, bà rất là nhiều nha. Chung người đó không á. Là tướng cá đó hơi lùn hơn chú lên chút. Tướng như cô Tám vậy đó. Hơi bự hơn xíu. Không không vậy đó. Hơi lùn hơn chú lên chút. Dạ. Rồi cảm ơn bà rất là nhiều nha bà. Dạ.